Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng bước tạo cái tool riêng cho các bạn sử dụng VBA trong Excel. Trong phần này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các button. Khi các bạn click vào cái button, nó sẽ hiển thị một cái folder để cho các bạn chọn cái file. Cái file có thể là Excel file hoặc là text file. Các bạn có thể chọn cùng một lúc hoặc là chọn riêng một từng file một hoặc là nhiều file cùng một lúc, hoặc là các format như là Excel hoặc là format text, các bạn có thể chọn riêng cho từng loại hoặc là các bạn có thể chọn cùng một một lúc. Sau khi các bạn chọn xong thì nó sẽ tự động đọc dữ liệu của các file, những cái file này, và nó sẽ đưa vào một cái sheet result của cái tool. Đây là cái giao diện của cái tool. Thì nó có hai sheet, sheet đọc dữ liệu của file và cái sheet là sheet kết quả. Thì mình sẽ chạy cho các bạn xem. Chạy demo cho các bạn xem. Đây, các bạn click vào cái nút này thì nó sẽ mở một cái cửa sổ dialog để cho các bạn chọn về cái folder mà chứa cái file log của các bạn. Thì ở đây mình sẽ đưa về cái folder mà chứa các log session của mình ở những cái video trước, và trong đây nó cũng có hai file Excel mình cần, giả sử mình cần đọc những dữ liệu trong hai cái file Excel này. Các bạn có thể chọn riêng chỉ part cái file Excel hoặc là chỉ part file log, hoặc là có thể chọn cùng một lúc cả file Excel cả file log. Thì ở đây mình chọn cả Excel và cả file log. Sau đó chọn Open thì cái tool nó sẽ tự động nó đọc, và đây là cái kết quả nó đã báo là đọc xong. Đây là kết quả ở cái file data 2 ở sheet 1, ở file nó chứa cái thông tin này thì nó sẽ hiển thị như thế này. Đây, rồi ở sheet 2 file data 2 thì nó có chứa cái thông tin này thì nó sẽ hiển thị như thế này. Các bạn trong đây nó không phân biệt cái file Excel của bạn có bao nhiêu sheet và có bao nhiêu hàng hoặc là có bao nhiêu cột, nó không phân biệt, nó cứ có là nó copy. Đây, tương tự như ở cái file data 1, sheet 1 nó có những cái dữ liệu này, và sheet 2 file data 1 nó có dữ liệu này, nó copy vào ở đây, và tới đây là cái file log nó có chứa những cái thông tin này thì là nó sẽ hiển thị tất cả vào đây. Mình sẽ mở cho các bạn xem về cái file log đây. Đây, file data đây. Trong phần data sheet 1 data thì nó có chứa hai column, và trong mỗi column nó có các dữ liệu, ví dụ như là như thế này. Có 20 hàng, kể cả cái hàng đây. Mình kiểm tra thử xem đúng không nhé. Đây. Và cái số 2, sheet 2 thì nó chỉ có 6 hàng thôi. Và nó có một một cột thôi. Đây. 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 Tương tự. File số 1 cũng vậy. Mình chỉ ví dụ đơn giản. Nó có 15. Sheet số 2 có 15 hàng. Đây. Đây 15 hàng. Vậy là cái tool này nó đã đọc thành công cả file Excel và cả file text. Tương tự cái file text của chúng ta đây. Đây. Thì sau khi nó đọc xong thì nó sẽ hiển thị cho các bạn là những cái file mà nó đọc ở đây, và nó đánh số thứ tự. Nếu mà đối với file Excel á, thì nó sẽ hiển thị cho các bạn mỗi một file Excel nó sẽ hiển thị bao nhiêu sheet, nó có bao nhiêu sheet thì nó hiển thị ở đây tương ứng. Đối với cái file text thì
thì nó sẽ hiển thị cái tên của cái file tag đấy. Nhưng mà ở đây do nó bị giới hạn về cái số ký tự, cho nên nó chỉ có hiển thị được tại vì mình đọc dưới dạng là Excel, cho nên cái phần sheet name á, cái phần sheet name mình có thể đặt được tối đa được số ký tự là 31 ký tự thì phải. Quên giống đây 31 ký tự thì đúng ra là nó sẽ hiển thị nguyên cái này, nguyên cái đoạn này, nhưng mà cái đoạn này thì chắc là nó dài hơn 31 rồi, cho nên nó chỉ hiển thị được cái đây nó 38 ký tự. Nếu mà các bạn ví dụ bây giờ mình đổi cái file này, mình xóa bớt đi, mình xóa bớt đi một vài ký tự thì để xem nó sẽ hiển thị như thế nào. Ví dụ bây giờ mình chỉ đọc cái file, ở ví dụ này mình chỉ đọc một cái file mình vừa đổi thôi. Đây. Kết quả đây. Chỗ này. Đây cái chỗ này nó hiển thị được đủ rồi đây. Vậy là mình chưa xóa cái tool của mình, nó chưa xóa nãy, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho chỉ mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn về cái phần xóa cái này. Bây giờ mình sẽ đi vào cái code của cái tool này. Mình giới thiệu thì các bạn vào developer và chọn mod, sau đó double click vào cái nút này để các bạn viết code. C ở đây mình mới chỉ có xóa cái D thôi, nhưng mà đây dữ liệu nó tới F. Ok, mình sẽ để là F. Nếu mà bây giờ mình chạy lại tool thì là nó đã xóa rồi đấy. Bây giờ mình chạy lại cho các bạn xem nhé. Đấy, giờ nó xóa rồi đấy. Đây, mình chọn 3 file đi. Đây, dữ liệu đã đọc xong rồi đây. 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 Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn cái code, sau này các bạn có thể đào về và thực hành. Thì cái code của cái button này, khi mà click cái button này thì đầu tiên là nó sẽ xóa cái dữ liệu. Cái lệnh này dùng để xóa cái dữ liệu gán cho tất cả các cell từ A cho tới từ cái cột A cho tới cột XFD này, cái cho nó về 0 là để xóa cho nó về null là để xóa cái dữ liệu này. Sau đó nó sẽ gọi cái chương trình con route to input file. Thì trong cái chương trình này khi mình gọi tới cái đoạn chương trình con ở cái đoạn chương trình con này thì mình xóa dữ liệu ở cái sheet chính, sheet giao diện đây. Đây, trước tiên mình vô mình xóa dữ liệu. Đây là cái đoạn code để xóa dữ liệu. Sau đó mình define về cái phần filter để mình khi mà sau này mình mở cái cửa sổ để chọn file ấy, thì mình define filter thì mình có các option là chọn cái filter là file Excel hoặc là file text hoặc là chọn tất cả. Thì ở đây mình cho cái index là 3 để chọn tất cả. Còn cái title, cái dialog title thì là mình để là select data file to open. Sau đó mình để cái folder mặc định của nó là ổ C. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cấu trúc with application này. Thì cái này để handle cái object của cái Excel. Các bạn có thể test thử. Ở đây mình dùng cái application object này để mở cái file. Để mở cái file, bây giờ các bạn có thể để mở một cái dialog để vào chọn các file. Bây giờ các bạn có thể thử
get open file đúng không? Thì các bạn cũng có thể copy cái đoạn này vào này. Đây. Sau đó cái phần index này các bạn có thể bỏ qua. Phần title các bạn có thể đặt là test. Rồi. Cái button text thì các bạn có thể bỏ qua. Chọn một file hay là chọn nhiều file thì tùy các bạn. Mình ở đây nếu mà phô thì mình chọn một file thôi. Chọn một file mình test. Đây, các bạn enter. Đây, nó sẽ mở, nó hiển thị cho các bạn ở đây. Đây. Do không chọn thì nó trả về phô, còn nếu mà chọn thì nó sẽ trả về đường dẫn của cái file. Chọn nó sẽ chạy đây, nó sẽ hiển thị về đầy đủ về cái file đây. Thì dựa vào đây các bạn có thể handle. Đây mình sẽ kiểm tra nếu mà các bạn chọn hay là không chọn ở đây. Do mình chọn chu là để chọn nhiều file thì nó sẽ trả về một cái mảng. Đây, nó sẽ trả về một cái mảng. Thì trong cái mảng này mình sẽ đọc đây này. Cái mảng này chứa đường dẫn và cái tên file của từng file một. Ví dụ bạn chọn 10 file thì là nó sẽ gắn vô cái mảng có 10 phần tử. Thì các bạn, việc của các bạn là cứ đọc từ phần tử thứ nhất cho tới cái phần tử cuối cùng. Và trong cái vòng lặp for này này thì mỗi một cái phần tử trong cái mảng này thì mình sẽ gọi một cái chương trình con tiếp để đọc, để mở cái file đây, để mở cái file. Thì ở đây mình gán cái file mình mở là cái suộc trong cái đoạn code này này, là cái suộc của book mình mở dưới dạng là Excel. Mình đối xử với các file giống nhau là mình đều xem là Excel. Đây là cái đoạn chương trình con để mình mở file Excel và mình đọc từng sheet. Mình coi xem là cái đoạn này, mình xem là cái file đấy nó có bao nhiêu sheet. Và trong mỗi một cái sheet thì mình mới kiểm tra tiếp. Đây, trong mỗi một cái sheet thì mình kiểm tra tiếp là cái sheet đấy nó có bao nhiêu dòng. Sau đó mình sẽ copy dữ liệu trong cái sheet đó và mình đưa trở lại, mình dán trở lại về cái sheet kết quả của cái tool. Cái work list này chính là cái workbook mà mình đang làm việc, là cái workbook mà chứa cái code này. Khi mình mở hai file Excel thì nó, mình phải cần phân biệt được giữa hai cái file đấy. Thì cái file mà đầu tiên mình gán cái file mà Excel mà đang chạy cái đoạn code này là cái workbook dit. Còn cái suộc open á, cái file open á, mình sẽ gán vào cái suộc book để mình phân biệt. Đây. Thì mình cho cái một cái vòng lặp thôi, là cứ trên từng trong từng sheet thì mình sẽ đọc cái dữ liệu của cái sheet đấy, là kiểm tra xem sheet đấy nó có bao nhiêu dòng và mình copy mình bỏ vào cái file kết quả. Ở đây mình có một cái biến để lưu đây này, mình đọc cái sheet kết quả để mình có thể ghi tiếp mỗi một cái sheet trong cái phần data thì là cái độ rộng, độ dài của cái dữ liệu nó khác nhau. Thì mình phải dựa vô cái file kết quả này này để mình hiển thị kế tiếp, không thôi là sẽ bị ghi đè lên. Thì mình dùng cái vòng lặp while để mà đếm cái dòng của cái sheet kết quả, sau đó mình mới ghi lên, không thôi là mình sẽ bị ghi đè. Rồi kết thúc một cái file thì tương tự mình
về cái vòng lặp for này, mình lại mở một cái file khác để mà mình lại đi vào cái vòng lặp này. Thì như vậy là mình có hai cái chương trình con để làm cái việc là kiểm tra có bao nhiêu file được chọn, và trong mỗi một cái file đấy mình lại gọi một cái chương trình con để đọc cái file và phân tích cái dữ liệu và đưa về cái file kết quả. Thì đây là cái đoạn code mà mình đã viết sẵn, chỉ đơn giản là mở cái file text hoặc file Excel, và trong mỗi cái file đấy mình sẽ đọc tất cả cái dữ liệu của từng sheet và đưa về cái sheet kết quả của cái tool. Các bạn có thể modify lại cái đoạn code này tương ứng theo yêu cầu của các bạn, mà có hoặc các bạn có thể thực hành lại, hoặc là có gì các bạn không hiểu bạn có thể hỏi mình về cái phần code này. Thì cái sau mỗi cái video của mình, các bạn vào phần hiển thị thêm thì các bạn sẽ thấy được cái đường link để download cái video. Các bạn có thể hoặc là các bạn có thể vào YouTube. Đây, các bạn có thể vào YouTube. Vào phần tìm kiếm, các bạn có thăng VBA in Excel channel thì nó sẽ hiển thị cái trang của mình. Thì mỗi sau mỗi một cái video Xin chào các bạn. thì sau Hôm mỗi nay một cái mình sẽ giới video thiệu. thì các bạn vào cái phần hiển thị thêm này, các bạn sẽ thấy được cái link để download. Thì mình sẽ up cái tool này để cho các bạn tham khảo và các bạn thực hành. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn có thể hành, và nếu mà có cái thắc mắc gì thì các bạn có thể comment để mình, và mình sẽ trả lời. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp.